ban phát không ngừng. Trong một câu chuyện ngắn, văn hào Tolstoy của Nga đã ghi lại mẩu đối thoại của ba người khách bộ hành như sau. Mệt mỏi vì đường xa, ba người bộ hành đã dừng lại nghỉ chân bên một dòng suối trong vắt. Trong những giây phút thoải mái bên cạnh dòng suối, mỗi người mới phát biểu về lợi ích của nó. Người thứ nhất lên tiếng, còn gì sung sướng bằng gặp được một dòng suối mát bên vệ đường. Nước suối trong vắt không những làm cho chúng ta được tươi mát, nhưng còn mời gọi chúng ta sống thành thật với nhau. Người bộ hành thứ hai góp ý, dòng suối chảy như không ngừng muốn nói với tôi, hỡi loài người, hãy làm việc. Hãy làm việc không ngừng để làm cho thế giới được tốt đẹp hơn. Người bộ hành thứ ba, sau một phút trầm ngâm, mới thốt lên, những gì các bạn vừa phát biểu đều đúng cả. Nhưng còn có một điều quan trọng hơn nữa mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn. Các bạn hãy nhìn kìa, dòng suối này chảy không ngừng. Nó ban phát không ngừng, nó ban phát cho tất cả mọi người mà không đòi hỏi một sự đáp trả nào. Mỗi người chúng ta hãy sống cao thượng như thế. Sự sống đang trâu lưu trong tâm hồn chúng ta chính là thần khí của Thiên Chúa. Thiên Chúa ban cho chúng ta sức sống của Ngài, tình yêu của Ngài, mà không đòi hỏi một điều kiện nào nơi chúng ta. Thiên Chúa chỉ muốn thông ban, Thiên Chúa chỉ muốn san sẻ và Ngài chờ đợi chúng ta cũng sống như thế. Nguồn suối đang trâu lưu trong tâm hồn chúng ta, nhờ đó chúng ta được sống một cách tươi mát, luôn mời gọi chúng ta cũng hãy ban phát không ngừng. Thánh Thần là ân ban của Thiên Chúa. Người Kitô nhận lãnh Thánh Thần cũng hãy trở thành ân ban của Thiên Chúa cho người khác. Càng trao ban, càng phân phát, người Kitô càng tìm gặp lại chính mình.